Trời vai diễn hay quá anh Cường ơi, hay xuất sắc luôn á. Diễn hai vợ chồng diễn hợp dễ sợ luôn. Giờ đây, nhìn, đây là vợ chồng. Giờ sao đây? Không, bây giờ mình hỏi một câu rồi. Rồi xong mà đẩy qua đây luôn rồi. Cảm xúc ở đâu mà diễn hay vậy? Đây là bé Loan, bé Chi. Đang đây là còn trong đàn còn bé Loan. Bé Loan cũng quen bạn này. Rồi xong rồi, chồng bỏ luôn rồi. Chi anh ơi, Chi. Chi. Cưng quá à. Hỏi em cái gì không? Thì em thấy sao khi mà vai mình được mọi người cũng rất là đón nhận á. Phản ứng á. Xin chào quý độc giả. Thì thật ra thì cái lúc mà em diễn cái vai này nè, thì em cảm thấy sau khi mà diễn xong á, thật sự luôn là bản thân mình á, mình thương nhân vật Phương lắm luôn. Và xong đóng máy xong rồi em nhìn ổng á, trời nó chết rồi, chứ có lỗi chồng á. Chết rồi xong mà thương ông này dữ vậy ta. Là em ở nhà em cứ nghĩ tới là chắc khoảng tháng mấy á, mà bây giờ là hôm qua em coi phim em khóc. Chắc mọi người nghe cái tin là Tú Chi khóc ướt cái rạp. Thật ra thì cái lúc mà em quay phim, quá trình quay phim á, là em đã biết được là cái câu chuyện diễn ra như thế nào, và em biết được cái áp lực của từng nhân vật, cũng như là em đã yêu thương mọi người trong cái kịch bản rồi á, có tình cảm rồi á. Nên là khi mà mình coi phim nữa, mà cái công sức mọi người bỏ ra để mọi người làm phim nữa, và kể cả tâm lý nhân vật nữa, nó làm cho em bị hồi hộp, bị ngợp nè, rồi bị nói chung là bị khổ quá á. Em chịu không nổi, hôm qua em khóc tức tưởi luôn, em khóc mà như một con đứa con nít vậy á. Mà cái đó là một cái tình cảm mà cái lúc mà anh Phương mà ảnh chơi vơi chơi với lạc lõng với dòng đời đó, mà cái những góc quay ngược của anh Hải á, thì cái lúc đó là em muốn chạm vào cái màn ảnh á, để em chạm gương mặt đó Phương á anh, đó là chơi cái cảm xúc mà còn của nhân vật ở trong lòng mình á. Thật sự là phải bao lâu mới thoát ra được cái nhân vật của mình sau khi quay phim á? Mình tới giờ chưa thoát ra được hết á. Dạ, tại vì cái lúc mà em coi em vẫn có rất là nhiều cảm xúc. Em bị cuốn theo Loan, em bị cuốn theo cái câu chuyện của Loan và Phương và Mai. Em rất là thương hai người, nó tới tận thời điểm bây giờ em vẫn còn một cái gì đó trong lòng của em chưa có hết được. Dạ, nó còn lưu luyến quá. Lâu lâu ví dụ như về nhà đi, mà mình có nói mình có kêu chồng mình lộn anh Phương đó. Có không, có không? Thông cảm chứ chồng mình không có nghe. Ví dụ như chồng mình qua em kêu anh Phương nào vậy? Anh tin pin mà là xong rồi đó. Dạ. Dạ có chứ. Anh ơi ra, anh Phương ơi ra cơm nè luôn á. Vậy đó hả? Mọi người coi đó. Anh Phương ra cơm nè không? Ông Phương nào vậy? Em cũng chân thử luôn, em nói ủa sao tự nhiên mình kêu kỳ ra, xin lỗi anh, xin lỗi anh. Rồi ở trong phim thì có những cái cảnh mà dạng như là mọi người thấy là những cái cảnh mà nằm bộ nè, rồi những cái cảnh mà cãi cảnh á. Thật ra lúc đó em run lắm, em ngồi ở ngoài coi mọi người quay thôi mà em run làm cảnh gì nè. Tại vì mọi người biết nghĩ địa thật, không phải là nghĩ địa giả. Phải như là mình giả cảnh thì ok, còn này là nghĩ địa thật mà chỉ là những cái mộ lên thôi. Cho nên là ngủ ra nhà luôn á, cả nhà là hơi tâm linh một chút là mấy ảnh quay mấy ảnh có anh Cường á bị sụp cái chân á, là cái chân ảnh tới giờ luôn rồi, chưa có lành hẳn rồi. Nói chung là cũng có nhiều chuyện xảy ra lắm. Sau cái bữa đó là mấy đêm mà mưa và mưa quay á, là mọi người cũng bị bệnh rất là nhiều, và bộ phim này hầu như là tất cả mọi người luôn là đổ công sức vô đây rất là nhiều. Em cảm thấy cái sự nhiệt huyết mọi người không than vãn một câu nào hết, em thấy thương lắm. Mà em mong là phim sẽ đại thắng và mọi người sẽ ủng hộ Lật Mặt 6 Tấm Vé Định Mệnh ạ. Cả nhà ơi, nhớ 28/4 này 2023 ra rạp coi phim Lật Mặt 6 Tấm Vé Định Mệnh đi cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Cảm ơn Tú Chi nhiều nha. Lại và em dựng thẳng hơn một chút, em điềm tĩnh lại
chút hình ảnh trong đó, nhưng mà giữa cái ở ngoài điện ảnh nó rất là khác, và anh Hải là một người đạo diễn thích được cái sự đời ở trong diễn xuất của diễn viên á, và thật là đời đó, nó gần nha các giờ em nha, chỗ đó chị có thể bật mí đôi chút rồi ra diễn trong một mặt xấu là gia diễn đầu tiên của chị luôn. Dạ, ở trên nhà cái vai diễn đầu tiên của em trong lần phần xấu đó là vai Lê, một cái vai diễn phải nói là em rất là ấn tượng bởi vì cái tình yêu của cô này nó quá nồng dày, và hiếm có một cái cô gái nào mà đeo đuổi chàng trai mà cứ đeo đuổi hoài như vậy, mà chàng trai này lơ lắm. Cái lúc mà quay phim này thì thật ra thì cô này đeo đuổi với anh này thì cũng khoảng 2 năm rồi ạ, mà anh này kiểu anh còn ngại có vợ và cái đó nên anh không có vợ với lâu rồi đó, 8 năm rồi, nhưng mà anh còn ngại đi tiếp điều gì vậy. Dạ, bây giờ em xin phép đi chụp hình nha. Ok. Dạ, em cảm ơn. Dạ rồi, để mời mọi người nhìn máy này nha. Dạ đây, 2, 3 tay không lật mặt 6 cái nha mọi người, cho đẹp. Dạ rồi, đây, 2, 3 Có máy quay lật mặt 6 cho mấy anh quay cái nha mọi người. Lật mặt 6 đóng vé định mệnh. Rồi, không giảm mọi người cái nữa nha, Dạ. Mình sẽ nháp làm lại cái. Lật mặt 6 đóng vé định mệnh. Quá trời tiền luôn rồi. Em thưa bà có gì nghe tiếng đánh tay. Thấy ổn đi. Dạ. Mọi người có, nếu mà cả nhà coi ở trên màn hình á, cả nhà có biết ở đây là ai không ạ? À? Đây là vợ cả. À, đây là chị cả. Chị cả. À, đây là mẹ ruột của bé Ba. À, mẹ bé Ba. Đây là mẹ kế. Là có cái hình không cô Phượng? Đây là chồng chung ạ. Chồng chung. Chồng chung.